Trang xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem trên Khói Bếp Miền Tây nha. Hôm nay là ngày tiếp theo Trang thay mặt cho ông bà chính ở Úc gửi về những phần quà cho bà con nghèo ở quê Trang. Thì trước tiên con gửi lời cảm ơn đến ông bà chính ở Úc rất là nhiều. Con kính chúc sức khỏe ông bà cũng như quý mạnh thường quân đã từng ủng hộ và đồng hành cùng kênh YouTube Khói Bếp Miền Tây. Hôm nay thì còn lại là 30 phần gạo con sẽ tiếp tục phát trong những ngày tiếp theo. Do tình hình dịch bệnh ở địa phương con hiện tại cũng đang có nên là con phát giãn cách lâu lâu thì có trường hợp nào thật sự khó khăn thì con sẽ trao. Bây giờ con tiếp tục phát. Dạ, của ông bà chính ước gửi gì vậy nha. Dạ, cảm ơn. Cái bao này là nó bị dục kỹ thôi chứ không bị gì nha vậy. Thì con nói không? Dễ gì mà em đi, em gì em muốn mổ. Mổ ha, thì vậy sao? Con cảm ơn ông bà chính, chúc ông bà chính sang năm được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Dạ, rồi, cảm ơn ông. Bác cắt nha, dịch bệnh nó thấy bác chậm quá chừng luôn. Dạ, cảm ơn. Chị Trang lấy một cái số
tiền trong quỹ của con bà cô chú á, tạo tình gửi về cho con á. Trang gửi cho con 2 triệu, lý do là dịch bệnh, tháng này Trang cho con 2 triệu đúng không? Con để nhà ăn sống rồi mua đồ ăn rồi tại vì Trang không biết là dịch bệnh rồi không biết có nhà để mà đặt con không nữa. Thế là con cứ giữ 2 triệu này đi. Cô cảm ơn bà cô chú, cô biết ông bà cho con. Dạ, con xin được cảm ơn các ông bà cô chú. Rồi bây giờ Trang thay mặt cho ông bà chính ở Úc gửi cho con một phần gạo về sống với bà Tết với ông bà Ba nha. Gạo, mì với nước tương rồi đó, cho con một phần. Cảm ơn ông bà chính được không? Dạ, con cảm ơn ông bà chính. Đây là dịch bệnh. Đây là dịch bệnh nên con cũng chưa có phát ra phát được nữa. Ở đây con còn phát bằng khoảng 20 phần hơn á. Mà con để ngoại đây chừng nào mà tới khi mà xong hết thì con mới phát ra một lượt thì cho con biết ra. Rồi giờ để đây cho con hay chút mua cho ha. Cái số tiền đó là con xài nhất nha con. Để dành để trong nhà sắp. Dịch bệnh Trang cũng sợ quá. Nhiều khi Trang không có mình cũng không biết mình ở nhà được bao nhiêu ngày nữa quý vị. Rồi cái sợ Trang đi rồi cái Trang nhà nó không có gì ăn. Dạ. Lần nữa con cảm ơn ông bà chính. Cảm ơn quý mạnh thường quân và cảm ơn tất cả quý ông bà cô chú anh chị và các bạn hàng xa đã luôn ủng hộ Trang để làm những công tác thiện nguyện như thế này. Cảm ơn anh Lucas rất nhiều luôn. Rồi Trang đã ra đây tìm ơn nhạc không nhạc. Kéo cái khẩu trang lên kìa.